Sau khi giải cứu thành công ngôi làng của mình, thì mèo Hia tiếp tục đi phiêu lưu ở khắp nơi, và hiện tại mèo Hia đang ở thành phố Delma. Tại một buổi đu idol thì mèo Hia đang được các fan gọi tên. Có ổng fan cuồng còn bế con gái cho mèo Hia dẫm lên mặt, và thề rằng đừng bao giờ lau con nhé. Cả hội trường hò hét muốn mèo Hia hát một bài, mặc dù mồm thì nói không nhưng vẫn cầm đàn gậy. Sau đó là, nhưng màn nhảy đê mê cuốn hút cậu nô đùa hát hò thoải mái cùng với mọi người. Đang quẩy thì thống đốc về, ông ta đã sốc khi có một con mèo đang quậy phá trong dinh thự. Bức tranh chân dung bị cậu vẽ mặt mình lên, rồi cào nát khiến cả căn nhà chìm trong im lặng. Thống đốc nhận ra đây là mèo Hia kẻ ngoài vòng pháp luật. Đám lính xông lên tấn công nhưng mà đây là mèo Hia, dăm ba cái bọn tôm tép nhân vật phụ sao có cửa với cậu được. Để bữa tiệc sôi động hơn, cậu còn đốt thêm mớ pháo khiến thống đốc chạy tụt quần. Tiếng nổ của pháo hoa vô tình đánh thức người khổng lồ xanh, nó nhanh chóng đến bắt những người dân và phá hủy tòa nhà. Nó bắt lấy một cậu bé đang cưỡi bò, mèo Hia nói cứ bình tĩnh cậu sẽ cứu nhóc. Cậu bảo người đánh đàn bắn mình bay lên để chiến đấu với người khổng lồ, cậu lao tới rồi đâm một nhát kiếm khiến con quái vật muốn xỉu ngang. Hắn ném cậu quăng ra xa xuyên thủng các tòa nhà nhưng cậu lại chẳng bị sao cả, cậu nhanh chóng quay trở về cuộc chiến. Người khổng lồ túm lấy cái chuông làm vũ khí liên tục quất về phía cậu, nhưng với bản năng nhanh nhẹn của loài mèo cậu né được hết. Cậu leo lên người hắn để giải cứu những người dân vô tội trước. Sau đó, cậu lượn quanh người hắn đánh lạc hướng rồi lấy miếng bịt mắt bên này, che mắt bên kia. Vừa mở mắt ra thì nguyên cái chuông đập vào mặt khiến hắn gục xuống. Hạ gục được người khổng lồ, cậu được người dân tung hô như một người anh hùng. Tính hát thêm một bài nữa để quấy đảo không khí, nhưng lại bị cái chuông rơi xuống đè chết. Hết phim. Đùa đấy chứ, mèo nhiều mạng lắm. Lúc tỉnh dậy đã gặp một ông bác sĩ dở hơi bơi ngửa rồi. Ông khám này khám nọ cho Hia, nào là thử phản xạ, nào là khám tai. Định khám trĩ thì thôi cho em xin anh, bản thân em khỏe lắm. Tôi là mèo Hia, khỏe như một con mèo luôn. Nhưng bác sĩ nói Hia à, cậu chết rồi. Đi Hia nghe vậy thì phì cười nói xóa đê, tôi có 9 mạng lận. Nhưng mà ông bác sĩ nói cậu đã chết 8 lần rồi. Đi Hia nghe vậy liền nghĩ tới những lần mình đã chết. Guess it's not your night, fellas. Watch! Virgin Boots doesn't need a spotter. This will revolutionize. Watch! Does this have shellfish in it? Yes, ma'am. Too high! I am a master of the big... giant today. Rồi học toán rốt quá nên tính ra chỉ có 4. Bác sĩ nói cậu chỉ còn một mạng duy nhất thôi, cậu cần phải giải nghệ. Bác sĩ đưa cho cậu địa chỉ nhà Mama Luna để khi cậu gác kiếm có nơi để về. Bà ấy là một người yêu mèo và muốn tìm nuôi một chú mèo cưng. Đi Hia tới một quán bia sữa giải sầu, sau đó yêu cầu chủ quán cho một ly loại mạnh. Đang nhấm nháp thì chiếc nến vụt tắt. Đang nhâm nhi ly sữa thì kế bên xuất hiện một người trùm áo đen khiến mèo Hia dừng khoảng chừng 5 giây. Thì ra nó là một con sói. Con sói muốn xin chữ ký của cậu nhưng lại bắt cậu ký vào giấy truy nã đặc biệt. Ý muốn hắn sẽ trở thành thợ săn tiền thưởng. Muốn trở thành thợ săn tiền thưởng thì phải bước quá xác anh nhé. Vừa dứt lời thì hắn đã có thể hất văng thanh kiếm của Đi Hia ra xa. Mặc dù hơi quê nhưng Đi Hia vẫn phải đi rón rén lấy thanh kiếm. Lên nhạc và đây là Florentino. Florentino bắt đầu tấn công hắn nhưng hắn dễ dàng né được. Tất cả chiêu thức Florentino tung ra quá chậm so với hắn. Cố gắng tấn công từ trên xuống nhưng vẫn bị hắn tóm cổ được. Hắn bắt đầu phản công rồi chém trúng vài cọng lông trên đầu Đi Hia. Lần này máu đã chảy trên đầu Đi Hia, nhìn thấy máu của mình khiến cậu sợ hãi xù cả lông lên. Sói tiến tới đá thanh kiếm về phía cậu nhưng lần này cậu đã không dám cầm nó nữa. Cậu chạy vào trong nhà vệ sinh chạy trốn qua hố xí thoát ra ngoài. Đi Hia chỉ biết chạy và chạy, đi đâu cũng được miễn sao giữ lại được cái mạng này. Cả đời làm anh hùng trừ gian diệt bạo nhưng giờ cậu phải nhục nhã chạy trốn. Cậu đi tới nhà của dì Luna, cậu chôn cất trang phục của mình. Cậu từ bỏ danh hiệu mèo Đi Hia khi cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. Không kìm được nước mắt, cậu đã khóc rất nhiều vì quá khứ huy hoàng của mình. Sau đó như bao con mèo khác, cậu trổng mông rồi dùng chân lấp nó lại. Giờ đây cậu đã được dì Luna nhận nuôi trở thành một con mèo nhà. Dì không chỉ nuôi một hay hai mà nuôi rất rất nhiều mèo. Đã thế còn phải đổi tên thành dưa chuột. Cậu phải tập làm quen với cuộc sống mới này. Từ việc đi vệ sinh đứng thì dì o đây phải đi ngồi. Từ việc nấu thức ăn giờ đây phải ăn hạt cùng đồng loại. Sau một thời gian làm quen thì cậu đã sống được như một con mèo bình thường và trông như một thằng nghiện. Ở thành phố hoang tàn Delma có 3 con gấu Papa, Mama, Baby và cô gái Gonzi đang tìm thứ gì đó. Thì ra họ muốn tìm Đi Hia và họ đi theo dấu vết của cậu. Tới một ngày khi cậu đang ăn, thì có một người bạn kế bên vẫy đuôi vào người khiến cậu khó chịu. Cậu ấy tên là Crow. Hóa ra đó là một con chó giả làm mèo thật để được ăn chùa nhà dì Luna. Chỉ có Đi Hia nói chuyện được với cậu ta nên cậu ta bám lấy Đi Hia suốt. Rồi tự dưng vạch áo lên rồi bảo Đi Hia có stress thì cứ xoa bụng mình. Đi Hia thấy nói chuyện với thằng điên này rồi liền đi ngủ. Sáng hôm sau khi đang dậy đi vệ sinh chiêu chiêu thư giãn, thì thù lù cái thằng của nợ này đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.
Bất ngờ cậu nhìn thấy một bóng đen qua cửa sổ, chẳng nhẽ sói đã tìm thấy cậu. Thì ra là bộ tứ Gonzi đã đánh hơi tới đây, cô ta đang đi tìm con mèo đi hia. Papa vẻ mặt hung tợn ham dọa bà ta, nhưng tôi thấy lạ lắm liền bị bà ta cho một gậy. Thấy cách này không ổn, Mama hù dọa Luna khiến bà ngất xỉu. Thôi thì đành để Baby đánh hơi tiếp. Rồi Coro bị tóm, nhưng Gonzi phát hiện ra nó là chó giả mèo thôi nên thả nó ra. Tới lượt đi hia, thì Gonzi lại nói nghĩ sao mà một con mèo giả nuôi như thế này lại có thể là đi hia được. Quả lo, này là ngu thật hay là ngu giả vờ vậy? Sau một hồi thì Baby phát hiện ra ngôi mộ của đi hia. Papa thấy vậy chốt kèo đi ngủ đông thôi nhưng Gonzi không cho. Cậu lén nghe chuyện của chúng, thì biết chúng đang đi tìm ngôi sao ước trong truyền thuyết và nó có thật, hy vọng mình sẽ ước lại được chính mạng. Nhưng tấm bản đồ đang nằm trong tay Jack 5 triệu, à không là Jack Horner máu lạnh và đáng sợ. Ngay khi chúng vừa đi thì cậu quyết định trở lại, tới lúc mèo đi hia tái xuất giang hồ rồi, thiếu mỗi cây kiếm nên bộ đồ hơi phèn. Ngay trong ngày cậu đã tới được chỗ của Jack, đang tính kế, thì Brow lại thủ lù xuất hiện còn cầm theo một thanh kiếm nhưng nó bằng gỗ, rồi đánh bằng niềm tin hả? Đi hia chui vào bằng đường ống thông gió. Bên trong này Jack đang tự mình nếm bánh để chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi. Hội chị em mãng xà đang bê một dương đựng thứ gì đó, thì ra đó là chiếc dương đựng tấm bản đồ ngôi sao ước nguyện. Hội chị em yêu cầu Jack trả thưởng cho mình, nhưng hắn yêu cầu cả hai vào phòng rồi tính tiếp. Bên trong phòng hắn toàn những báu vật mà không nơi có. Đang chuẩn bị mở dương thì hội chị em lại tiếp tục hỏi về phần thưởng. Đi hia tranh thủ cả ba đang nói chuyện thì mở dương lấy trộm tấm bản đồ. Bất ngờ cậu lại gặp người bạn cũ là cô mèo đen Kitty đang trốn bên trong. Rồi không tranh thủ trốn đi ở lại ngồi tâm sự chi. Chị em mãng xà vừa chạm vào phần thưởng bàn tay vàng thì bỗng nhiên một người bị hóa vàng theo nghĩa trắng luôn. Bất ngờ gấu Baby rơi từ trên nóc nhà xuống khiến cả đám giật mình, thì ra bộ bốn nhà gấu đã đến đây. Thấy sắp có biến căng nên cặp đôi mãng xà xin phép sủi. Chiếc tủ bất ngờ đổ xuống gia đình gấu, hai chú mèo tranh thủ lấy tấm thảm thần thì bay vút ra ngoài. Tên Jack thấy vậy lấy chiếc đinh ba lao về phía cả hai khiến họ té sấp mặt. Trong khi Kitty võ nghệ cao cường một mình cân hết đám lính canh, thì ngược lại đi hia bị con gấu đấm sấp mặt rồi bay xa tới chỗ Kitty, rồi cả hai rớt ra bên ngoài. Crow nhanh chóng lái xe ngựa chở cả hai chạy trốn, đám lính cưỡi ngựa đuổi theo liên tục bắn tên vào ba người. Đi hia thấy vậy đá toàn bộ túi tiền trên xe xuống khiến người dân súng lại nhặt chặn đám lính. Đang khoái chí thì đi hia lại nhìn thấy con sói, cậu lại cảm thấy sợ hãi. Jack sử dụng túi thần kỳ của mình để đựng tất cả vũ khí lại, có bao nhiêu ông vơ vét toàn bộ vào trong. Rồi sao ổng không bê nguyên cái nhà đi? Sau đó hắn biến quả bí ngô thành một chiếc xe rồi cùng đám cận về đi tìm đi hia bằng quả cầu pha lê. Bên này cả hai mở tấm bản đồ ra thì được biết ngôi sao ước đang ở trong khu rừng tối, vào thì dễ nhưng ra thì khó. Họ tiếp tục tìm kiếm khu rừng tối, phía sau còn có gia đình nhà gấu và Jack đang đuổi bám. Cuối cùng thì cả bọn đã tìm ra được khu rừng tối, có một bức tường ngăn cách cả hai thế giới. Đi hia thỏ tay vào rồi rút ra thấy tay mình đã cụt liền hét lớn, may mắn nó lại hiện ra ngay tức khắc. Để không chơi ngu thêm lần nào nữa, đi hia quyết định đá pro vào trước, sau đó cả hai cũng vào theo sau. Vào đến nơi thì thấy khung cảnh đẹp vãi chưởng. Tới lúc phải nhìn tấm bản đồ tiếp rồi, cậu sử dụng tới khuôn mặt đáng yêu của mình để thuyết phục cô. Kitty cũng không phải dạng vừa khi sử dụng tới đôi mắt to tròn của mình. Cuộc chiến dễ thương kết thúc không phân thắng bại vì pro không chịu nổi sự dễ thương nữa mà lăn ra xỉu. Đi hia vừa chạm vô thì mặt đất xung quanh liền biến đổi thành thung lũng thiêu đốt. Tới lượt Kitty thử thì mặt đất trở thành đầm vô biên sâu ải. Pro thử thì tất cả trở về như lúc ban đầu, thậm chí toàn cửa ải dễ dàng. Gia đình nhà gấu cũng đã tiến vào rừng tối nên cả ba phải xách quần lên bẹn mà chạy. Trên đường đi họ bị chặn lại bởi những bông hoa. Kitty cắt bông nào thì bông đó mọc ra gấp đôi. Trong khi cả hai bị bắt lấy thì Pro chỉ cần ngửi chúng thì chúng cho qua. Cứ như thế họ dễ dàng băng qua những bông hoa. Kitty hỏi Pro sao cậu lại quái dị như vậy. Cậu kể về việc hồi nhỏ hay chơi trốn tìm với gia đình, rồi một ngày cậu đã bị gia đình bỏ vào một cái tất rồi vứt xuống sông, nhưng cậu đã cào rách nó và thoát được. Mặc dù bị đối xử như vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ vì gia đình đó. Kitty giờ mới biết người cần điều ước nhất chính là Pro. Phía sau thì gia đình nhà gấu và Jack đã đuổi đến sát nút. Jack rút ra một cây kiếm Excalibur, nhưng vì không rút ra khỏi tảng đá được nên ổng để nguyên cục đá ở đầu. Hắn dùng cây kiếm đánh bay gia đình nhà gấu ra khỏi đường, nhưng rồi hắn cũng bị chặn lại bởi những bông hoa. Hắn cử thuộc hạ xuống dọn dẹp nhưng chúng nhanh chóng bị làm thịt. Thế là hắn lấy ra súng phun lửa chạy bằng thóc để thiêu đốt những bông hoa. Trái ngược với cảnh khốn khổ của Jack thì nhóm của Pro đang đi thong thả. Bộ râu của đi hia khiến cậu trở nên ngứa ngáy. Cậu cầu xin Kitty giúp mình cạo râu cô, cũng rất sẵn lòng cạo đi bộ râu đó để mèo hia có lại vẻ soái ca của mình. Cô cho anh thanh đoản mưu của mình khi thấy anh khổ sở phải cầm que củi. Vừa đặt chân lên đất liền thì Pro đã bị Jack tóm được. Gia đình nhà gấu cũng đã xuất hiện để lấy tấm bản đồ. Chúng đánh cho đám lính tung tóe khiến Jack để tuột mất Pro. Cả đám bắt đầu lao vào nhau tạo ra một cuộc hỗn loạn. Tấm bản đồ lúc này đã văng vào một tảng đá. Đi hia tính tiến lại lấy nhưng lại sởn gai ốc lên. Quay lại thì cậu nhìn thấy con sói đang tìm mình. Cảm giác nguy hiểm cậu liền bỏ chạy khỏi cuộc chiến. Pro thấy thế cũng đuổi theo.
Gonji đã lấy được tấm bản đồ, mọi địa hình xung quanh bắt đầu thay đổi. Kitty tức giận khi mất bản đồ. Pro đã tìm được Dihia, cậu cảm nhận được Dihia đang sợ hãi nên nằm lên bụng cậu. Cậu cảm ơn Pro khi đã giúp mình lấy lại được bình tĩnh. Cậu nói bản thân mình chỉ còn một mạng nên rất sợ chết. Pro nói sợ không có gì mà phải xấu hổ cả. Kitty ở gần đó cũng đã nghe được sự dằn vặt của Dihia khi đã lừa gạt Kitty khi ở lễ đường Santa Coloma, và đó không phải là một vụ trộm. Ở đó có linh mục, khách mời và Kitty, ngoại trừ Dihia đã bỏ đi. Dihia rất hối hận về ngày hôm đó. Kitty giả vờ như chưa nghe thấy gì cả. Cô bảo chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại tấm bản đồ. Trên đường tới ngôi sao ước, gia đình gấu nhìn thấy ngôi nhà của mình. Gấu bố tận hưởng chiếc ghế của mình, gấu mẹ thì nhìn thấy bát cháo mình nấu. Gấu con tận hưởng hai hũ mật ong ngon tuyệt. Khu rừng đang cám dỗ cả gia đình ở lại. Gonji thấy bản thân mình lúc nhỏ đã được gia đình gấu nhận nuôi như một người con của họ. Dihia lúc này mới thừa nhận khi đứng ngoài nhà thờ cậu đã cảm thấy sợ hãi nên đã bỏ chạy. Em biết anh yêu bản thân để trở thành huyền thoại nhiều lắm nên em cũng đâu có tới lễ đường, nhưng có vẻ giờ đây anh đã thay đổi rồi. Cả hai đã nhìn thấy ngôi nhà của gia đình gấu. Kế hoạch đột nhập là Dihia sẽ trèo qua cửa sổ, còn Kitty sẽ chui ống khói. Pro thì ở đằng sau quan sát tình hình. Cả hai dễ dàng đột nhập vào ngôi nhà khi gia đình gấu đang thỏa mãn. Dihia nhanh chóng lấy được tấm bản đồ nhưng đã bị cô gái nhìn thấy. Cậu rúc dưới cái bàn để trốn nhưng đã bị phát hiện. Cậu ném tấm bản đồ qua cho Kitty. Vừa mở ra địa hình tiếp tục thay đổi theo người sở hữu tấm bản đồ. Gonji ném cây gậy về phía tấm bản đồ khiến nó dính vào khúc gỗ, khiến cả khung cảnh thay đổi bỗng dừng lại. Dihia kết hợp với Kitty để bay lên lấy tấm bản đồ, giành lại được tấm bản đồ, nhưng cả hai để mất Pro vào tay gia đình gấu. Dihia cầm tấm bản đồ để xem vị trí nhưng khiến cho địa hình tiếp tục thay đổi. Cậu bị nhốt vào một hang động thủy tinh. Cả hai chia nhau ra, Kitty sẽ đi cứu Pro, còn cậu sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái lồng này. Gia đình gấu dùng Pro làm bẫy dẫn dụ cả hai đến, nhưng gia đình này quá nghiệp dư, làm sao có thể bắt được một tay trộm chuyên nghiệp như Kitty chứ. Nhân lúc chúng không để ý, Kitty đã cứu được Pro ra khỏi cái bẫy. Dihia ở trong hang động đang tìm đường ra thì bắt gặp những mạng cũ của mình, phản chiếu một thời hoàng kim của cậu. Chúng dụ dỗ cậu đi tìm điều ước một mình để trở thành huyền thoại một lần nữa. Mặc kệ lời dụ dỗ của chúng, cậu tiếp tục tìm đường ra, nhưng tiếp tục bắt gặp con sói. Sự hiện diện của hắn khiến cho các mạng cũ của cậu cũng phải sợ hãi. Lúc này cậu mới biết hắn không phải thợ săn tiền thưởng mà là thần chết. Hắn thấy chuyện mèo có chín mạng thật xàm xí, thế mà cậu còn chẳng quý lấy một cái mạng nào. Hắn tìm đến tận nơi để lấy cái mạng cuối cùng của cậu, tính chạy KPI hay gì. Dihia tiếp tục bỏ trốn khiến hắn trở nên thích thú hơn. Kitty nhìn thấy cậu đã thoát ra khỏi chiếc lồng nhưng không dừng lại. Điều đó khiến trái tim cô như bị tổn thương thêm một lần nữa khi đã tin tưởng cậu. Cậu cứ tiếp tục chạy cho tới khi nhìn thấy phía trước là ngôi sao ước. Cậu tiến xuống mở tấm bản đồ ra để làm theo hướng dẫn, thì ngôi sao bắt đầu phát sáng. Điều đó đã thu hút Jack cùng gia đình nhà gấu tới. Dihia đang chuẩn bị ước thì bị Kitty giật lấy tấm bản đồ. Giờ cậu vẫn vậy, vẫn chỉ yêu bản thân mình và cuộc sống anh hùng phiêu lưu. Cô nói những thời gian qua cô nghĩ cuối cùng cô đã tìm thấy ai đó mà không cần điều ước, đó là anh, nhưng cuối cùng anh vẫn chạy trốn. Dihia nói rằng mình chỉ còn một mạng và thần chết đang tới tìm cậu, nhưng cô không tin cậu nữa. Lúc này Jack đã tới để chiếm lấy điều ước, kế bên còn có sự xuất hiện của gia đình nhà gấu. Cả đám tiếp tục lao vào nhau để tranh giành điều ước từ tay cậu. Trong lúc trận chiến diễn ra thì ngôi sao bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Dihia bị gấu bố đánh bay ra khỏi cuộc chiến, suýt thì rớt đài. Gấu con thì bị Jack bắn ra ngoài rìa ngôi sao. Gấu mẹ và gấu bố nhanh chóng chạy đến để kéo gấu con lại. Gonji đã có được điều ước trong tay, nhưng vì gia đình cô quyết định từ bỏ điều ước để cứu gấu con. Jack bị Kitty đá bay vào trong túi thần kỳ. Pro đã mang tấm bản đồ đến chỗ mèo con và nói cậu cũng không cần ước gì cả. Thần chết tiếp tục xuất hiện khiến cả đám không hiểu hắn là ai và chuyện gì đang xảy ra. Hắn tạo ra một vòng tròn lửa để giữ Dihia ở lại. Hắn đá cây kiếm bắt cậu tiếp tục chiến đấu. Lúc này cậu bắt đầu nhớ về những lúc đồng hành cùng Kitty và Pro, nhận ra mình đã chán cảnh chạy trốn và đôi khi chỉ cần một mạng là đủ. Cậu cầm thanh kiếm lên để chuẩn bị cho cuộc chiến. Cả hai bắt đầu lao vào nhau chiến đấu. Mọi người đứng bên ngoài chỉ biết cố gắng nhìn vào trong. Lần này cậu đã đỡ được mọi đòn đánh, thậm chí còn đá ngược lại thần chết. Hắn nối vũ khí của mình lại để tạo thành một cây lưỡi hái hai đầu. Với vũ khí mới, những đòn tấn công của hắn càng ngày càng nguy hiểm khiến cậu không phản xạ kịp. Cây kiếm trong tay cậu cũng vì thế mà rơi ra. Hắn tung đòn kết liễu nhưng cậu đã lấy ra thanh đoản lưu của Kitty đỡ lấy, rồi nhanh chóng luồn lách lấy lại thanh kiếm của mình. Kết hợp cả hai thanh kiếm khiến cậu trở nên bất bại, cậu còn đánh gãy được cả cây lưỡi hái của hắn. Cậu tung một đá thẳng xuống đầu khiến hắn bay cả vũ khí. Ta biết không bao giờ đánh bại được ngươi, nhưng ta không ngừng chiến đấu vì cuộc sống này. Dihia lần này chủ động đá lưỡi hái cho thần chết, hắn cầm lấy rồi tiến chậm về phía cậu, ánh mắt sát khí. Thần chết không còn nhìn thấy sự sợ hãi từ mèo kia nữa. Hắn tức giận nói đến đây là vì thằng tiểu tử huyền thoại kiêu ngạo nghĩ nó bất tử. Sống đời của ngươi đi, sống tử tế vào. Hắn quyết định bỏ đi khi thấy không còn cảm giác hứng thú nữa và hẹn ngày tái ngộ. Cậu nhận ra mình có những thứ còn quan trọng hơn điều ước, đó là Kitty. Cô cũng không cần điều ước khi giờ cô đã có được người mình tin tưởng.
Lúc này Jack đã xuất hiện với hình dáng khổng lồ của mình nhờ ăn bánh ma thuật. Hắn lấy tấm bản đồ từ tay cậu bắt đầu đọc thần chú để có được điều ước. Crow tiến lại gần sử dụng tới đôi mắt long lanh của mình để thuyết phục hắn dừng lại. Mà nhìn đâu tưởng bị táo bón lâu ngày. Dễ thương đấy nhưng không thuyết phục được ta đâu. Nhưng Crow chỉ câu giờ để cho cả hai sử dụng tuyệt chiêu đâm vào hai ngón tay cái. Cả ba cùng nhau xé tấm bản đồ để phá hủy điều ước. Tất cả nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có tên Jack ở lại cùng với tấm bản đồ đã rách. Hắn đã bị chôn vùi cùng với ngôi sao ước và tan biến vào không trung. Đi hiên nhân cơ hội tỏ tình với Kitty. Anh chị ước mình được ở bên em mãi mãi. Gonzi cũng đã có được một điều ước cho riêng mình, một gia đình hạnh phúc. Họ chia tay nhau ở đây để quay trở về cuộc sống của mình. Ông thống đốc chuẩn bị đi du lịch thì nhận ra mình tiếp tục bị mèo hia trộm luôn con thuyền. Cả ba bắt đầu ra khơi trên biển, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chuyến phiêu lưu mới. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.